Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra! Bỏ ra! Anh Kiên! Hai người đang làm cái trò gì đấy? Ra khỏi phòng tôi ngay! Đèn đấy! Đừng lại! Không chứa thế! Kìa mẹ! Mẹ đi làm gì ạ? Mày mất cả! Mày! Kìa mẹ! Mày mình đi ra làm rác của mẹ! Mẹ! Ra! Tao nói cho chúng mày biết nhé! Nhà cửa nhà tao, toàn bộ tài sản nhà tao, tao giao hết cho mẹ con nhà con đi, tao cũng không cho mày thêm một xu nào cả. Ok. Ừ, anh đây. Vừa mới gặp mà đã nhớ rồi. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Yêu nhất luôn. Sao thấy buồn ngủ rồi à? Tới đi ngủ thôi. Chúc em yêu ngủ ngon nhá. Bye bye. Này, thái độ gì đấy? Ghen à? Hay là lâu lâu nhớ thì làm nhái? Bỏ cái tay ra. Tôi nói rồi, tôi chỉ cần con tôi có một gia đình trọn vẹn. Tôi đã chịu được 3 năm và tôi sẽ tiếp tục làm như thế. Chỉ cần anh đừng động vào tôi cũng muốn dùng đồ chung. Cô yên tâm, phở ngon lắm, không như cơm đâu. Mà cơm lại còn thiêu nữa. Anh... Ly ơi! Mẹ ạ. Ô, mẹ chưa ngủ hả mẹ? Mẹ chưa. Pha sữa cho con lên này. Con chăm con quá. Chăm sóc gì? Con còn đi làm vất vả cả ngày, về còn dọn dẹp việc gia đình nữa. Xong bây giờ con lại còn chuẩn bị quần áo cho hai bà cháu, mai đi cắm trại với tổ dân phố nữa. Mẹ ơi, mẹ bây giờ là yêu con dâu là hơn con ruột rồi đấy nha. Mà nhất vợ đấy nha, vợ yêu nhá. Con uống đi con. Vâng ạ. Này, cho anh ngủ. Ông ơi, ông với. Mà mẹ nhìn cái gì? Mẹ ra ngoài đi, vợ chồng con kế hoạch hóa gia đình nhé. Xong con uống đi ngủ nhá. Vâng, mẹ nghỉ ạ. Mẹ ngủ ngon nhá. Vâng. Anh làm cái trò gì đây? Thế cô muốn mẹ biết chuyện của tôi với cô ở đây à? Hả? Cầm lấy. Bảo lắm đấy. Anh lại say đấy à? Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra! Bỏ ra! Nào, chịu anh một tí đi mà. Anh thôi đi!
Anh Kiên, anh ngồi xuống đã. Có chuyện gì đấy? Anh cứ ngồi đi. Anh ký đi, tôi không chịu được nữa rồi. Tùy cô thôi, tôi thì nào cũng được. Ừ anh ơi, em đến được à? Đợi anh thì đến luôn nhé. Ok em nhé. Hai bà cháu đi cắm trại vui ơi là vui ấy con ạ. Con Môn này đang sang nhà bà Dung chơi với chị Ngọc, chiều mới về. À, có chuyện gì này con? Làm sao thế? Làm sao nên nói cho mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, chuyện đã đến nước này, con xin phép mẹ từ hôm nay sẽ dọn ra ngoài ở. Có quyết định của tòa, con sẽ đón bé Môn sau. Ok. Sao lại đến thế hả con? Trời đất ơi, giấy gì thế này, đưa đây mẹ xem. Bỏ ra. Đơn ly hôn. Sao lại thế hả con? Ôi, khổ thân con. Mẹ không biết là con đã phải chịu đựng những cái chuyện ấm ức này bao nhiêu lâu như thế. Thôi được rồi, bây giờ con đi theo mẹ. Mẹ sẽ dắt con đi xử lý cái con hồ ly tinh kia. Sau đấy con vẫn quyết định ly hôn, mẹ vẫn cứ chiều con. Thì không còn đâu mẹ ạ. Vấn đề là tình cảm của anh Kiên thôi. Còn cô ta thì thôi, không có nhân nhất gì hết. Mẹ không thể để con chịu ấm ức như này được. Đi, con phải đi theo mẹ. Thôi đi, mẹ. Con đi. Kìa mẹ. Đi theo mẹ. Anh Kiên ơi, anh làm gì mà lâu thế? Ừ anh đây, đợi anh một tí. Đang xỉn cái hoa cho nó thơm. Xin lỗi với em. Vợ ơi,
Anh thực sự là ngu ngốc. Mà không biết cô ta lừa anh chỉ vì căn nhà này. Anh biết là mình không xứng đáng để nói ra nhiều. Mình thực sự mong em cho một cơ hội nữa được không đi? Anh xin em. Mẹ, cháu còn nhỏ quá mà con thấy mẹ vui thế này thì con cũng vui đây rồi mẹ ạ. Ừ,
Mẹ vui chứ, vì mẹ có cháu đích tôn. Chắc chắn là sau này ấy, thằng bé này nó sẽ làm rạng danh cho gia đình nhà mình đấy con ạ. À, đen, mừng cháu đích tôn của mẹ nên con mua tặng mẹ chiếc khăn này đấy. Trời ơi, đã có cháu đích tôn cho mẹ rồi, con lại còn... Có gì đâu mẹ, tại con thấy mấy cái khăn trong tủ của mẹ vừa cũ lại lỗi mốt rồi. Loại này là loại mốt năm nay ấy mẹ. Mẹ diện đi cho mấy bà hàng xóm lé mắt luôn. Đúng là con dâu của mẹ, sao mà con lại tâm lý thế, chứ không như ai kia. À đây, có bát cháo cá chép hầm đây, con ăn đi, ăn để tập bổ cho cháu đích tôn của mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ. Ôi chứ bà. Nhưng cái gì nữa, không đi xuống bếp mà nấu cơm đi, nấu cho chị nó ăn. Nó đi làm từ sáng đến giờ, vừa đói vừa mệt rồi đấy. Hiếu, để cho vợ con nó nấu. Bây giờ con đi ra chợ mua cho mẹ con gà tần về để mẹ hầm, để bồi dưỡng cho chị dâu con nhá. Này, đây nhá, canh gà chính tay mẹ nấu đây này. Này, nếm thử một tí nước xem là có vừa miệng không con. Được không nào? Mẹ đúng là siêu đầu bếp. Ai mà làm con dâu của mẹ đúng là sung sướng nhất trên đời đấy. Bố nhà cô chỉ được cái khéo nịnh thôi, chứ không như ai kia. Con chào mẹ. Em chào chị ạ. Ô kìa con, làm sao đấy, đang tự nhiên lại buồn nôn là thế nào con? Trời ơi, cái mùi mắm tôm kinh quá. Con không ngửi được mùi mắm tôm mẹ ạ. Này, đi luôn ra ngoài kia đi, đứng đây làm gì nữa, để nó lại nôn hết cái bát canh gà của tôi vừa mới mất công tôi nấu đấy ạ. Vâng ạ. Thế nào rồi con, đỡ chưa? Con đỡ rồi mẹ ạ. Thế thì tốt rồi. Khổ, đợt này con không ngửi được cái mùi kinh kinh đấy nữa đâu. Mà thím Ly thì mới lại bán món đậu mắm tôm. Công nhận cái mùi ấy kinh thật cơ. Khổ thân con dâu mẹ. Thôi ăn đi. Bây giờ cứ mỗi lần thím mới về nhà là con nôn nao hết cả người, lại còn khó thở nữa. Con đã đi làm từ sáng, mệt cả người rồi. Mẹ, con muốn xin ra ngoài ở trọ. Chứ cái đà này con sợ con mệt mà con sảy thai mất. Con, sao có thể như thế được? Con cứ ở đây không phải đi đâu cả. Đây là nhà của vợ chồng con cơ mà. Mà thằng Tú nó là con cả cơ mà. Nhưng con không chịu nổi nữa rồi mẹ ạ. Mẹ đã bảo là con không phải đi đâu cả, cứ ở đây. Mọi việc đã có mẹ lo, được chưa? Cô chú dọn đồ xong rồi à? Dạ vâng ạ. Bọn em cũng không có đồ gì nhiều, chỉ có ít quần áo thôi ạ. Vậy hai vợ chồng cố gắng làm ăn cho tốt nhá. Em cảm ơn chị. Con chào mẹ, con xin phép ạ. Con đi đây. Cái thằng này. Thôi mẹ, chú ấy còn ít tuổi, lại không hiểu chuyện, mẹ chấp chú ấy làm gì? Đúng là con mới chả cái. Mẹ ơi, cái nhà này mẹ cũng cho vợ chồng con rồi, hay là mẹ sang tên cho vợ chồng con luôn đi, chứ ít bữa nữa vợ chồng chú lại về đây đòi chia chát thì rắc rối lắm mẹ ạ. Ôi giời, con không phải lo, mẹ còn đang sống sờ sờ ra đây, đòi được thế nào mà đòi. Mẹ cũng biết tính chú ấy rồi đấy, tính thì trẻ con dễ bị vợ dụ lắm. Còn nhà thím thì nhà nghèo mà, mấy hôm nữa lại kéo nhau về đây đòi chia chác. Có khi lại còn đưa cả nhà vợ sang đây nữa, thì còn gì là đất đai nhà mình nữa hả mẹ? Con nói có lý đấy.
cũng chả biết thế nào được lòng người. Thôi được rồi, cứ để cho nó chắc ăn, mai mẹ đi ra phường, mẹ làm công chứng, rồi chuyển nhượng tên nhà sang cho vợ chồng con nhá. Dạ vâng ạ. Em vào đi. Em chịu khó vất vả một thời gian nhá. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai mẹ con. Còn bây giờ thì em nghỉ ngơi dưỡng thai đi. Em không phải lo mẹ làm phiền em nữa đâu. À, anh có quà này cho em đây. Đây, anh được nghe nói các chị em công ty dùng cái này rất tốt. Toàn là mỹ phẩm thương hiệu uy tín của cô Inner thôi. Đây này, đây nhá. Đây là sữa lật mặt Diskin nhá. Làm sạch sâu này, cấp ẩm cho da này, tăng cường khả năng kháng viêm, kháng khuẩn nhờ chất xuất đặc biệt và nano vàng, chống lão hóa da này, da mềm mại này, mịn màng và hồng hào hơn. Còn đây nữa, đây là serum Diskin HA cộng chứa nano vàng và đặc biệt rất lành tính, giúp chống lão hóa da, trị mụn, dưỡng trắng, làm mờ nám sạm và bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Còn hai thứ nữa. Đây, sâm tố nước Pue Collagen và viên uống dưỡng tóc Rich Hair. Anh mua cho em khi nào em đẻ xong thì em dùng. Tất cả đều tốt cho sức khỏe và tốt cho da sắc của em nữa. Em cảm ơn anh. Em không ngờ chồng của em lại tâm lý như thế đấy. Từ bây giờ vợ chồng mình cùng cố gắng nhá. Chị có còn là con người không? Ăn ở đấy thì có làm sao chứ? Đây rõ ràng là công ty không ạ?
Sao vợ chồng thằng Hiếu lại đón mẹ về chứ? Chúng nó có quyền gì? Em làm sao mà biết được? Mà anh suốt ngày đi công tác, có biết em ở nhà chăm mẹ khổ sở thế nào đâu. Đã thế không được gì, còn bị vợ chồng chú ấy nói xấu. Thế nói là chăm sóc mẹ không tử tế, ngược đãi mẹ, còn cấm em không được sang đấy thăm mẹ đấy. Bọn này láo thật. Anh về lần này phải cho bọn nó biết thế nào là tôn ti trật tự trong nhà mới được. Mẹ, con đang định sang. Này, thế anh định sang bên đấy để làm gì? Dạ, con sang để đón mẹ về, với cả để mắng cho chú thím ấy một trận. Tại vì anh định rước tôi về để cho vợ anh hành hạ tôi tiếp nữa đấy à? Mẹ nói gì cơ ạ? Kìa mẹ, sao mẹ nói như vậy chứ? Con làm sao dám? Trời ơi, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Tôi có mắt như mù, mà tôi lại chỉ nghe bằng tai thôi. Cho nên là tôi bị vợ anh nó lừa tôi mấy tháng nay rồi. Sao cơ ạ? Nó cài tôi, nó cài tôi để đuổi vợ chồng nhà thằng Hiếu ra ngoài ở, rồi á sang tên sổ đỏ cho vợ chồng nhà anh. Rồi cái lúc tôi ốm đau nặng á, nó cho tôi ăn đồ cơm thừa canh cặn thiêu chối để cho tôi chết sớm đấy mà. Anh, mọi chuyện không phải như thế đâu anh ạ. Mẹ già quá rồi, lẩm cẩm mà anh à! Khốn nạn! Cô đối đãi với người mẹ đã yêu thương cô như thế à? Chỉ vì chút tài sản mà cô táng tận lương tâm như thế sao? Anh ơi, em xin lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mọi người tha thứ cho con được không ạ? Anh cút. Cô cút ngay. Cút. Tôi không thể chấp nhận loại vợ như cô được. Cũng may mà vợ chồng nhà thằng Hiếu nó cứu mẹ ra, rồi nó đưa mẹ đi chữa bệnh sớm, chứ không thì mẹ chết rồi. Làm sao mà còn nhìn thấy mặt các con của mẹ nữa đây. Mẹ, con xin lỗi, tất cả là tại con ạ. Con mải đi công tác ở xa không biết chuyện thì không có tội, nhưng mà bây giờ mẹ muốn nói với con một chuyện như thế này. Con cho vợ chồng nhà em Hiếu nó về đây ở nhá, cùng với mẹ nữa. Mà chỉ vì mẹ sai lầm đã thiên vị con dâu, đuổi vợ chồng nhà em Hiếu ra ngoài ở. Vợ chồng chú thím về ở với anh, với mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Hiếu, Ly, mẹ muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn các con. Mẹ đã đối xử với các con không ra gì, nhưng mà mẹ đừng có nói như thế ạ. Con mẹ sinh thành và dưỡng dục anh Hiếu đến bây giờ, mẹ trời biển ân nghĩa rồi.